Như Quỳnh xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, năm 2020 Canh Tý thì những mệnh chủ sinh năm 1954 gặp phải hạn thái tuế. Những người kinh doanh nên chú trọng cách quản lý kinh doanh của mình, nghiên cứu phương pháp tiết kiệm và nhanh chóng, thực hiện tất cả các vấn đề dựa trên nguyên lý ổn định, an toàn. Không nên đầu tư mạo hiểm, cho dù đó là những cơ hội tốt thì cũng nên suy nghĩ thật kỹ. Tuổi Ngọ sinh năm 1954, nạp âm ngũ hành là Sa Trung Kim, đa phần là người tốt bụng, ôn tồn với mọi người, thích giao du kết bạn. Năm 2020, nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, Thổ Kim tương sinh nên mệnh chủ được sinh phù, khiến cho kim khí quá vượng dẫn tới mệnh chủ dễ mắc các nhiều bệnh liên quan đến gân cốt và gan. Năm nay có nhiều áp lực từ phía gia đình, sự quan tâm tới gia đình và người thân thì ít, cũng sẽ khiến cho tâm trạng bạn không được tốt. Ngoài ra thì năm nay thích hợp để xem xét đầu tư bất động sản. Hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất và kim bài thái tuế năm 2020 để nghênh đón vị thần cai quản trong năm nay, mang lại bình an, may mắn, sức khỏe cho mình. Giáp Dương Mộc gặp Canh Dương Kim là thiên quan, nghĩa là bản thân bị khắc xuất. Đối với mệnh chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 đang kinh doanh trong năm 2020 Canh Tý thì cần phải chú ý tới công việc nhiều hơn, các vấn đề liên quan tới giấy tờ. Công việc kinh doanh của bạn dễ gặp sự cố bất ngờ, xuất hiện tai tiếng thị phi, tiểu nhân ám toán. Bạn cần phải xem xét lại quy trình làm việc, kiểm tra các khâu trong sản xuất, chất lượng hàng hóa, dịch vụ của mình, tránh gây nên bất lợi cho chính mình. Phúc tinh giáng chiếu mang lại bình an, may mắn. Đây là sao phúc tinh mang đến sự no đủ, không phải quá nhiều phú quý vượng, nhưng những gia chủ tuổi Giáp Ngọ làm đâu được đấy, thành công và thuận lợi hơn. Tổng quan vận hạn của tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 vào năm Canh Tý. Sao chiếu mệnh của tuổi Giáp Ngọ, nam mạng, sinh năm 1954, năm 2020 là 67 tuổi. Sao Thái Bạch chiếu mạng, hạ toán tận và vận niên long đắc vũ. Sao Thái Bạch chiếu mạng là hung tinh, bởi sao Thái Bạch là ngôi sao mang vận xấu nhất trong các sao. Thái Bạch là sao xấu, cần giữ gìn trong công việc kinh doanh, có tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, có thể trắng tay đề phòng quan sự. Xấu nhất là tháng 2 năm 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Những người có hạn toán tận trong năm này sẽ bị mất tiền bạc của cải mà không được tính toán trước. Tai họa sẽ bất ngờ ập đến với gia chủ. Trong đó có hai nguy cơ cao nhất, đó là cướp bóc, thứ hai đó là chung vốn làm ăn, cùng nhau đi khai thác lâm sản và gặp phải tai nạn bất ngờ, thiệt hại rất lớn về tiền của. Hạn toán tận thì rất kỵ đối với nam giới, nhưng tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột, bất khả kháng và cũng khó đề phòng ứng phó. Nếu những người phúc đức kém, vận số xấu có thể nguy hiểm đến tính mạng. Long đắc vũ là rồng gặp mây, cơ hội làm mưa cho thiên họa. Năm nay thì có nhiều công to việc lớn phải làm, tuy mọi việc gặp nhiều trắc trở khó khăn lúc ban đầu, nhưng nếu kiên trì quyết tâm theo đuổi tới cùng thì cũng có kết quả tốt đẹp. Xuất hành đi xa có lợi, đường công danh tuy bị người xấu gây khó dễ nhưng sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ. Sau thì công thành danh toại, gặp nhiều bạn mới nên tỉnh táo suy xét trước sau, kẻo dễ bị lừa gạt về tình cảm. Sao chiếu mệnh năm 2020 của tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 nữ mạng, trong năm nay là 67 tuổi. Sao Thái Âm chiếu mạng, hạ huỳnh tuyền và vận niên long đắc vũ. Sao Thái Âm chủ về mọi chuyện được như ý, cầu danh đều được, nên đi xa gặp người trên có lợi. Phụ nữ gặp sao này sẽ được vui vẻ, tiền tài, hạnh phúc, dễ đạt được các ước mơ, nhưng về sinh nở thì bất lợi. Nam giới đi lại hanh thông, gặp sau này được bạn nữ giúp đỡ rất nhiều về tiền bạc. Thái Âm là sao tốt cho nữ giới nhưng không tốt lắm đối với nam giới. Sao Thái Âm thì tốt cho cả nam lẫn nữ vào tháng 9 nhưng lại kỵ vào tháng 11. Nữ mà bị sao này chiếu mệnh sẽ mang nhiều bệnh tật, không nên sinh đẻ, dễ xảy ra nguy hiểm. Hạn huỳnh tuyền chủ về sức khỏe, chủ sự sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, say sẩm, kinh doanh kỵ đường thủy. Để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước, đặc biệt không được bảo chứng cho bất cứ ai vì ắt sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Long đắc vũ là rồng gặp mây, cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Năm nay có nhiều công to việc lớn phải làm, tuy mọi việc gặp nhiều trắc trở khó khăn lúc ban đầu, nhưng nếu kiên trì quyết tâm theo đuổi tới cùng thì cũng có thể có kết quả tốt đẹp.
xuất hành đi xa thì có lợi, đường công danh tuy bị người xấu gây khó dễ nhưng sẽ gặp quý nhân giúp đỡ, sau được công thành danh toại, gặp nhiều bạn mới nên tỉnh táo suy xét trước sau, kẻo dễ bị lừa gạt về tình cảm. Phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954. Phương án thứ nhất đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Yếu tố quan trọng nhất trong việc chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng để khai sơn lập hướng mới cần phải xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai và có hợp với trạch đất của nhà mình hay không. Xét đến kim lâu năm 2020 Canh Tý, gia chủ 67 tuổi, theo cách tính kim lâu từ trước tới nay, trong năm này mệnh chủ không phạm phải kim lâu. Năm Canh Tý, gia chủ tuổi Giáp Ngọ 67 tuổi nên không phạm phải hoang ốc. Xét đến tam tai thì nam mệnh chủ Giáp Ngọ sinh năm 1954 cần tránh các năm tam tai Thân, Dậu, Tuất. Vì vậy, năm 2020 này, theo cách tính thì gia chủ sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên, nếu có xây dựng mới gia chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954, nam mệnh, năm nay có thể tự đứng ra động thổ cho trạch đất của mình. Nếu muốn bổ sơn vượng hướng để tiến hành xây dựng mới, mệnh chủ cần phải tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Với nam mạng Giáp Ngọ sinh năm 1954 sẽ thuộc cung khảm thủy, xét theo cung mệnh thuộc đông tứ mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt của trạch đất đông tứ trạch, đó là bắc phục vị, đông thiên y, nam diên niên, đông nam sinh khí. Ngoài ra cần tránh bốn hướng xấu của tây tứ trạch, đó là hướng tây họa hại, tây nam tuyệt mệnh, tây bắc lục sát, đông bắc ngũ quỷ. Đối với nữ mạng Giáp Ngọ sinh năm 1954, cung Cấn Thổ xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt, đó là Đông Bắc Phục Vị, Tây Bắc Thiên Y, Tây Diên Niên, Tây Nam Sinh Khí. Ngoài ra cần phải tránh bốn hướng xấu thuộc Đông Tứ Mệnh, đó là hướng Nam Họa Hại, Đông Lục Giáp, Bắc Ngũ Quỷ, hướng Đông Nam Tuyệt Mệnh. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà phạm vào họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tượng quái lạc hôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt hao tài tán của. Bệnh tật gặp phải tai nạn bất ngờ dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa tượng quái là ly, chủ về nóng nảy nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng con cái khó dạy, bị hỏa hoạn bệnh tật khẩu thiệt hao mòn ruộng vườn gia súc tán tài tán lộc tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim tượng quái là đoài. Phạm cung tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, gặp nhiều khó khăn, dễ tai nạn dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng phạm vào lục sát, mà lục sát là sao văn quốc thuộc thủy tượng quái là khảm, chủ về thị phi, khiến cho tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông tượng quái là chấn, chủ vì nhân ái tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng công ty, nhà hàng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà được hướng diên niên là sao vỗ quốc thuộc kim, hướng tây bắc tượng quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú sống lâu của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được thiên y, thuộc sao cự môn thổ, chủ quản tại hướng đông bắc, tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, xúc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ.
Mệnh chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 cần phải chú ý chọn cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi, viên mãn. Phương án tiếp theo đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng, công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, Giáp hợp với kỷ hóa thổ vào những tháng 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vậy nên, nếu mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là kỷ, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi kỷ như là kỷ mão 1999, kỷ tỵ 1989, kỷ mùi 1979, kỷ dậu 1969. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc dần ngọ tuất hóa hỏa vào các tháng dần mão thìn tỵ ngọ dậu, tức là các tháng 1, 2, 3, 4, tháng 4 nhuận, tháng 8 âm lịch. Nếu mệnh chủ tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này, cần phải chú ý những tháng trên. Nếu tiến hành vào những tháng này thì sẽ rất hanh thông, thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp, nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi Tuất sẽ chọn ngày hoặc giờ là dần, và ngược lại nếu mệnh chủ tiến hành kết hợp làm ăn với những mệnh chủ tuổi Dần sẽ chọn ngày giờ là Tuất. Tuổi Thiên Lộc. Thiên Lộc mang lại tài lộc, may mắn về tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ vợ con. Tuổi Thiên Lộc Giáp Ngọ sinh năm 1954 sẽ là Dần, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Mậu Dần 1998, Nhâm Dần 1962, Canh Dần 1950 hoặc 2010, Giáp Dần 1974, Bính Dần 1986. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ, giúp đỡ mình, biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh chồng con. Dương Quý Nhân của Giáp Ngọ sinh năm 1954 là Sửu, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Kỷ Sửu 1949, Tân Sửu 1961, Ất Sửu 1985, Đinh Sửu 1997, Quý Sửu 1973. Tuổi Âm Quý Nhân là người hỗ trợ, giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của Giáp Ngọ 1954 là Mùi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Kỷ Mùi 1979, Tân Mùi 1991, Ất Mùi 1955, Đinh Mùi 1967, Quý Mùi 1943. Nhưng do Tý Mùi trong bộ thập nhị địa chi thuộc vào bộ lục hại nên gia chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 chú ý đây là những phương án cuối cùng nếu như Dương Quý Thần và Thiên Lộc của mình không chọn được. Do Tý Ngọ là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh cần phải chú ý, hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Ngọ. Nếu tiến hành cần phải có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra Ngọ Mùi thuộc bộ lục hợp nên việc chọn lựa tuổi Mùi để kết hợp cũng có thể sử dụng. Vị trí cung tài lộc. Dần tại phương vị Đông Bắc 67,5 độ, Sửu tại phương vị Đông Bắc 37,5 độ, Mùi tại phương vị Tây Nam 217,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần chú ý, luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Kích hoạt tài lộc năm 2020. Theo sơ đồ cửu tinh, các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao Nhất Bạch, Bát Bạch và Cửu Tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Tuổi Thiên Mã. Tuổi Mã thì liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Giáp Ngọ sinh năm 1954 là Thân, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Nhâm Thân 1992, Giáp Thân 2004, Bính Thân 1956, Canh Thân 1980, Mậu Thân 1968. Các vật phẩm kích hoạt tại phương vị tài lộc của mệnh chủ Giáp Ngọ sinh năm 1954 nên sử dụng đặt ban thờ thần tài, kết sắt hoặc là những vật phẩm kích hoạt tài lộc sẽ giúp cho mang lại tài lộc cho gia chủ, công việc kinh doanh hanh thông, gặt hái được nhiều kết quả mong đợi. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian xanh như là cây kim ngân. Theo quan niệm của người Đông Phương, kim ngân là loài cây thu hút tiền tài bởi có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn, thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của cây kim ngân đó là có lá xanh quanh năm, đa dạng về hình dáng cây, thích hợp trồng trong đất cả về thủy sinh, với nhiều kích thước khác nhau nên đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất.
cây ngọc ngân trong phong thủy có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào, là loại cây mang đến may mắn, nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng xen lẫn nhau hài hòa, tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Đặc biệt, đây là loại cây rất hợp với những mệnh chủ tuổi Giáp Ngọ. Ngọc ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại, đem đến không gian trong lành tươi mát. Ngoài ra, đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa phong thủy, mang đến may mắn, sức khỏe và vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu vàng trắng đẹp mắt, vì vậy đây là loại cây phong thủy hợp với những tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954. Tại vị trí đặt ban thờ thần tài, vị thần tài là vị thần cai quản tiền bạc vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy mà người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn, thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cần phải đầy đủ và trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trên video hướng dẫn ở trên kênh nhé. Ngoài ra thì việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu xe phù hợp với mình sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng mệnh chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 sẽ áp dụng đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc thắc mắc của mình ở phía dưới phần bình luận để được hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.